Rồi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Diếp Vô Tướng Nguyễn bên mình nha. Nay mình xin giới thiệu với anh em cặp Diếp Vô chủ đề về hai hãng xe rất là nổi tiếng. Hai hãng xe hơi hạng sang rất là nổi tiếng luôn đó anh em. Anh em trên tay vừa sang trọng, mạnh mẽ và cũng mang đến phong cách lịch lãm, nam tính, độc đáo lắm anh em. Bên phải màn hình anh em là logo hãng xe hơi Audi của Đức anh em. Hãng xe hơi hạng sang Audi với bốn cái vòng tròn lồng vô nhau rất là nổi tiếng anh em. Ở trên là tên hãng xe Audi ha, ở dưới là logo của hãng. Tinh tế, thời trang, độc đáo lắm anh em. Còn bên trái là logo hãng xe hơi Lexus. Cũng là một trong những huyền thoại trong hàng xe sang Lexus ha. Cũng được nhiều anh em yêu thích hãng Lexus này đó nè. Hai em Jeep bên ai đều là hàng zin, chính hãng Jeep Mỹ nha. Hộp đựng giấy tờ kèm theo các em nó đầy đủ hết. Anh em sở hữu chơi hay làm quà tặng, quà biếu cho người thân, bạn bè cũng rất là hay anh em ơi. Hàng chính hãng Jeep bộ Mỹ luôn, hộp đựng giấy tờ kèm theo hai em nó đầy đủ hết nha anh em. Thì số điện thoại mình là 0909 828 779 nha anh em. Hotline quen thuộc bên mình ha. Anh em nào rước hai em nó thì cứ gọi cho mình, chia lửa tới anh em toàn quốc luôn. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Jeep bộ Tướng Nguyễn ngay bên dưới nha anh em. Tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Jeepo bên mình nha. Giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước với anh em nha. Đây là em logo hãng xe hơi Audi nha anh em. Rất là nổi tiếng ha. Quen thuộc với nhiều anh em yêu thích các dòng xe hơi rồi. Mặt sau cũng là logo hãng Audi luôn. Em nó zin nha anh em. Đấy lõm ha. Hàng chính hãng Jeep bộ Mỹ luôn. New full box nha anh em, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Hàng Mỹ xịn thì xài rất là nhảy lửa, giữ xăng lâu, bền bỉ lắm anh em. Về giá hai em nó anh em nhấn vô tựa đề clip nha. Hiện đâu mô tả có giá hai em nó vô mô tả để anh em xem. Cặp Jeep bộ này rất là đẹp đó anh em. Hàng tuyển, không có sản xuất đầy trà đâu. Logo Audi ha. Hàng zin luôn. Hàng Mỹ xịn thì xài rất nhạy lửa, giữ xăng lâu, chống chịu gió tốt nha anh em. Uy tín với anh em nhiều năm qua rồi. Xài bền bỉ lắm anh em. Và đặc biệt là logo hãng Audi dành cho anh em yêu thích các dòng xe hơi hạng sang rất là hay ha. Hàng full box luôn, chính hãng Jeep của Mỹ nha anh em. Soi kỹ anh em xem. Hàng zin nha anh em. Rất là tinh tế ha, logo hãng xe hơi Audi. Còn đây là logo hãng xe hơi Lexus nha anh em. Ở trên đỉnh là logo Jeepo, ở dưới là chữ Lexus. Và ở vị trí trung tâm là cái logo hình chữ L rất là nổi tiếng trong cái vòng tròn ha. Mặt sau trơn bóng nha anh em. Em nó đã cũng đáy lõm luôn. Cũng hàng chính hãng luôn. Hôm nay em về chế xăng chính hãng xịn vô là dùng thôi. Đặc biệt là anh em làm quà tặng, quà biếu cặp Jeepo này cũng rất là phù hợp đó anh em. Vừa độc đáo, ý nghĩa và sang trọng để anh em trên tay ha. Audi và Lexus. Hai hãng xe rất là huyền thoại ha. Soi kỹ anh em xem luôn. Hàng chính hãng Jeep Mỹ bên mình thì anh em yên tâm. Anh em cứ gọi 0909 828 779 là có người giao tới anh em toàn quốc luôn cho anh em sở hữu ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh màu đỏ ngay bên dưới nha anh em.
tiện lựa chọn giao lưu shipper bên mình. Còn có nhu cầu lấy hai em shipper bên ai về sở hữu thì cứ gọi cho mình nha anh em, 0909 828 779 nha anh em, là có người giao cho anh em chơi. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe nha, luôn luôn là an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Tạm biệt anh em.